chào cả nhà Kênh Hai nháy Miền Tây chào hết thảy mấy anh em mà đam mê nuôi lương nuôi ốc nha Thì bữa nay là Để Hai nháy Miền Tây nói cái ngày chút chia sẻ Thấy cũng hơi buồn buồn nhưng nhiều có con cái Thôi kệ mình cũng hết lòng hết dạ với anh em anh em Thì mấy anh em cũng biết á Đây là cái kênh đó là Cái kênh nuôi lương ốc ha, Kỹ thuật về ốc ha chứ không phải là cái kênh đó là chuyên về bên cái phần những cái phần mềm những cái con web mà để mà mình làm để mà mình kiếm tiền thì cái này mục đích của hai nháy miền tây là để muốn là làm hết mình của mình để đưa tới cho những cái anh em nào mà cần công việc để mà mình làm để mà mình có tiền giải quyết qua cái mùa dịch này nó rất là khó khăn ha rồi hình thấy thì thì cái youtube này nó không có biết đường đề xuất tỷ như bây giờ mình làm Mình đã cài đặt là cái trên hệ thống đó, Là để cho cái youtube nó đề xuất biết Để mà đề xuất Là cái kênh này miễn mà anh em nào Mà nuôi lương nuôi ốc Mình muốn tìm hiểu về kỹ thuật á Thì đương nhiên mình phải đánh lên là mình tìm thôi Nhưng mà tìm về được cái kênh của hai nhái miền Tây Nhưng mà nó sẽ hiện ra nó sẽ hiện ra là những cái hả là những cái con web này nha chứ không phải là những cái hả là video để mà nói về lương thì có nhiều anh em thì thấy gì kỳ quá thì không có nhấp vào và đăng ký thì mình hai nhái miền tây nhắc lại ha cái kênh này là mình làm là để cho lương ốc nếu như mà anh em muốn tìm hiểu mà lỡ không có vào được những cái video mà lương ốc thì mấy anh em đăng ký kênh hai nhái miền tây đi cũng như coi như là ủng hộ hai nhái miền tây ha xong rồi bắt đầu mình kéo lên đó, mình về cái về cái cái kênh của hai nhái miền tây và kéo lên thì ở trong cái kênh này nó sẽ có những cái video là hai nhái miền tây chia sẻ về cái kỹ thuật nuôi lương nuôi ốc đó thì nếu như mà mấy anh em mà thấy mà nó có hữu ích á thì mình coi học hỏi được cái phần nào thì mình học hỏi chứ nói chung thì hai nhái miền tây thì cũng hiểu biết cũng không có nhiều nha anh em đó. còn mấy anh em nào muốn gắn bó với hai nháy miền Tây mà muốn để mà mình làm thêm ha thì cũng vậy cũng đăng ký kênh đi rồi bắt đầu ở là mình sẽ có những cái con web những cái con app nó để mà mình làm kiếm tiền thì hai nháy miền Tây cũng lục lạo để mà đưa lên đó, để tới tay mấy anh em đó, chứ nó không có chuyên về là uh, một cái nha anh em nếu như mà nó chuyên về một cái thì mình sẽ làm chuyên thì youtube họ sẽ biết đường mà để đề xuất cho tới là anh em còn cái này nó lộn xộn thành ra là nó khó đề xuất hơn nó không biết đường đề xuất rồi bữa nay thì hai nháy miền tây không nói nguyên thiên nữa bây giờ mình giới thiệu cho mấy anh em một cái con web con web này cực kỳ ngon luôn gọi là mini btc đây là cái con này đây Rồi thì cái xu hướng đó là bây giờ là hai nháy miền Tây đó là mình làm làm sao để cho hạn chế anh em hạn chế mà cái đăng ký nó rầm ra anh em đó thì uh, bây giờ là mấy anh em phải đăng ký là cái con này đây bây giờ là mình đăng ký cái ví nha anh em cái ví để mà mình uh, chứa đây cái ví trên cùng ở trên nó có cái chữ FB nè for for cách bay nè đó ha cái ví này nè trên hết trơn ha cái ví for, for, for cách bay thì uh, bây giờ là muốn khi mà mình đăng ký được rồi á, mà mình muốn để mà mình lấy cái đường link của những cái cái này là cái 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 ví tổng nha, đó mình vô thử cái ví tổng như vậy đi, mình hướng dẫn sơ sơ cho mấy anh em đi, đây thì trong cái cái trong cái ví tổng nè, trong cái ví tổng này nè, mình muốn gửi tiền vào đây hay là mình muốn kết nối ha cái ví này, tới những cái con web khác để mà mình lấy tiền đó mình nhận tiền á thì mình nhấp lên cái ở trên cùng là có chữ ha đây nè mình nhấp vào cái phần gửi tiền đó đơn giản nha mình nhấp vào phần gửi tiền xong rồi bắt đầu mình kéo lên đây kéo lên kéo lên nó có cái là cái btc nếu như mình đào được cái đồng btc thì mình lấy cái địa chỉ của btc nha anh em đó còn mình đào eth thì mình lấy địa chỉ của eth ha rồi còn dego là nó có rất nhiều mình kéo lên nha mình đào cái nào mình lấy cái đó thì bây giờ cái con cái con web hồi nãy á, là mình muốn giới thiệu á là mình lấy cái địa chỉ này đây đó, mình dán là mình copy đó mình sao chép nó cái ha rồi xong rồi bắt đầu mình tắt xuống đi đó, mình tắt xuống mình mở qua cái con này đây rồi mình qua cái con này xong rồi á, là ở trên đây cái trên cùng nè nó có cái dòng này là cái dòng địa chỉ của nó là cái địa chỉ ví của mình á và mình à, nhấp nó vào ha, đè nó vào và mình dán còn cái này hai nháy hai nhái miền tây là đã dán rồi nha mình đã dán rồi thành ra là mình không không dán nữa thì uh, sau khi mình dán và mình bật lên là mình uh, là uh, tải cho nó đào thì sau khi mà nó đào là nó nó hiện lên như vậy nó không có nhảy số ở đây nha anh em nó nó không có nhảy số và nó cũng không có chớp gì hết nó chỉ nằm như vậy thôi nhưng mà mình phải nhớ cái địa chỉ nào nha chứ mình cài cái địa chỉ khác là cái số tiền này nó sẽ bị mất nha anh em đó mình mình copy là cái sàn này ủa cái cái web này là cái web đó là mini btc có nghĩa là nó cho mình đào cái đồng bitcoin đó, thì mình phải lấy cái địa chỉ đó mình dán qua đây xong rồi là mình phải nhớ nó qua mấy lần sau mình muốn vô nữa mình cũng phải nhớ như vậy ha mình lấy mình dán vô đây thì cái số này nó mới hiện lên như vậy cho mình thì cái này là có đầu tư hay không có đầu tư gì thì nói chung hai nhái miền tây rồi cũng mới thôi chứ cũng không có không 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 có là tìm hiểu nhiều ha đó thì mình chỉ mới như vậy thôi đó, mới được có 0,000 000 nè 266153 là cái này là cái số Satoshi á nha anh em đó, được 22 mươi <laughs> 153 cái đồng Satoshi của cái thằng này rồi đó, rất là ngon ha mình cài thử cái con này nếu như mà nó không có sờ băm không có sờ cam á mình cài con này nếu như cái số satoshi này nó chạy lên đây mình được 1.0 thì mình được có tỷ mấy rồi nha nha anh em đó, đó tại buổi giờ thì cái cái đồng BTC thì nó quá mắc rồi nó nó ngoài một tỷ cho một đồng rồi đó. nếu như mình đào lên đây đủ là chắc ngon lắm mà nuôi con này phải cả năm á anh em đó rồi thì một hồi nó cái đường link của cái con web này nè thì mình sẽ gài ở dưới cái phần nữa hả là mô tả của cái video này thì mấy anh em muốn theo hai nhái miền tây làm thì mình lít vào đường link và nó đưa về ha nhưng mình không cần đăng ký gì hết mình chỉ việc mình cài vô là mình chạy thôi đó rồi cái này là nó làm auto là 24 trên 24 nha anh em à, xu hướng bây giờ là như vậy chứ mình cờ lam cờ liếc là mệt lắm đó. rồi à, nhớ tránh dịch luôn nha à, hai nhóm tay chào hết uh, mấy anh em mình luôn nha chào cả nhà ha à, giữ gìn sức khỏe đi gán qua cái mùa này hầu như ai cũng khổ hết mà